Good morning các bạn. Mặt trời chẳng cho mặt. Chói quá. Lúc này giữa tháng 5 rồi mà thấy còn lạnh buổi sáng thôi. Kỳ ngộ thiệt. Actually ngày hôm qua đến trưa mình ra tính đạp xe đạp mình về đó. Lạnh quá thôi không có đạp. Lạnh. Bây giờ mở máy sưởi lên. Hôm nay đi đổ xăng. Nửa bình thôi nhưng mà mình phải đổ rồi. Thói quen không có để tới cạn bình xăng rồi đổ hả đổ. Nhưng mà cái xe này thì đỡ tốn xăng nhiều lắm. Xăng lúc này lên mắc quá. Chiến tranh vẫn còn kéo dài. Công nhận mình cũng bất ngờ thiệt. Mình mà theo dõi hàng ngày nhưng mà không có đề cập tới. Tại nói tới thấy không có nói vui. Thật ra thì giờ tâm trạng mình không được vui. Tiền bạc đang bỏ vốn vô trong khẩu chứng nè, chứng khẩu gì quên mất rồi, khoản chứng khoản, khẩu phiếu đó, cổ phần, xì tóc, đang xuống quá trời, cho nên cứ không được vui trong lòng, dù mình biết là nó sẽ lên lại, từ từ nó sẽ lên lại, mình không có cần phải bán đi, không bán giờ thì lỗ, mình cứ cầm nó đi để nó lên lại, nhưng mà không có được vui. Vậy đó. Hôm qua thì làm cái vlog hơi ngắn, không biết có đủ để mà upload lên không. Lạnh quá đi, thấy tay đây, thấy bàn tay lạnh tê luôn. Thôi nói chuyện gì vui vui đi ha. Chuyện vui là mình theo dõi người ta đi chơi, mình mình không đi đâu hết, nhà ở nhà cái ngày coi YouTube người ta đi du lịch Việt Nam là năm cái chỗ mình đang coi nhiều nhất. Coi mấy người ở bên Philippines đấy cũng chán riết rồi, mấy anh trai già đó rồi cuối cùng là cũng chỉ tại vì anyway. Việt Nam, Thái Lan, Nhật. Coi người ta đi đây đi đó, mình thì chỉ được ngồi nhà ngắm coi. Giờ mà nếu như có đi Việt Nam được là phải chỉ có dẫn mẹ già đi thôi, chứ còn mình đi mình đâu có được. Đi mình thì mẹ già ở nhà bà chỉ bà lo bằng mình cũng không trễ. Hai nữa là mình còn đang lo cho thằng con trai. Maybe chừng năm nữa có thể. Mà nếu như hè này mà dẫn con trai với mẹ già về Việt Nam chơi được thì đi ha. Không trái phiền phức cái thủ tục giấy tờ rồi thấy mệt để sợ luôn. Sao mình chán cái vụ đó mà đi du lịch mà không có gì trở ngại hết mà còn đã chán rồi, đi qua bên cái phi trường là mình check in đồ gì làm mệt, mà bây giờ đủ thứ thủ tục vậy chứ. Mà có đứa như mình coi, có đứa nhỏ người Hàn Quốc á, nó đi đạp xe đạp vòng quanh thế giới, trời đất ơi chị ta đi đi tới cái nước này là phải đi máy bay qua nước khác á, rồi phải gói cái xe đạp lại, rồi phải lấy COVID test, rồi phải book online và làm mọi chuyện trên cái iPhone, xin visa, rồi thấy tới phi trường là lại bị thiếu thủ tục là không được, rồi mất tiền book cái vé máy bay là không cho trả lại đó. Mua cái loại mà không có guarantee. Trời ơi thấy mà hay thiệt á.
phải thoải mái, trời ơi. Đi chơi phải có chút tỉnh tiền đặng mình xài, đi đừng có trục trặc này nọ đồ này, chứ delay này nọ chút đỉnh không nói gì đâu. Mấy đứa công nhận nó hay, công nhận mình không có cái, chắc không đi được, không làm được cái chuyện đó. Nó đi nhất là qua mấy cái biên giới là được thủ tục gì đó, trời ơi phiền dễ sợ. Tánh nhất là tụi đó nó không có lo lắng gì hết, trời đi vòng quanh thế giới kiếm được nhiều tiền, và cái YouTube này có nhiều tiền đâu mà ăn uống thì ngủ bờ ngủ bật, ăn uống tầm bậy bạ. Mà nó làm vlog thì mấy cái chuyện buồn nó lâu lâu nó kể thôi, chứ nó có đâu có phiền này, nó đâu có. Ví dụ như ăn trúng thực rồi này nọ rồi bệnh da, đừng nói đến chuyện kia đó, chuyện bệnh nữa. Bệnh có mấy đứa nó đi về Việt Nam Đông Nam Á này nọ, nó bị sốt rét á, trời ơi cái bệnh đó mà không có cứu được kịp đó là gì? Tánh mạng chết hết chứ. Cuối cùng coi coi YouTube là thấy an toàn nhất. Rồi nói vậy chứ về Việt Nam mà một mình thì mà có một cái gói nhỏ nhỏ vậy á, xách cái ba lô như là một cái túi kéo nhỏ nhỏ vậy đi đi được rồi, khỏi đừng có check in cái bóc cái nguyên cái hai cái hành lý bự thiệt cả. Đi mà về Việt Nam thì mình ít ra ngôn ngữ tiếng Việt cũng dễ nói chuyện được. Còn thí dụ như đi mấy cái nước khác nói tiếng Anh nhiều cái chỗ nó không biết tiếng, không có nói tiếng Anh được á, cũng phiền lắm. Mà mấy đứa nó bây giờ thì hay cái là có cái Google Translate cũng đỡ. Ôi nói hoài đi đâu hết. Mình trên đường đi đổ xăng trước khi ghé thăm mẹ già vài tiếng nữa các bạn. Mọi sự nó giờ ấm rồi. Ừ, lâu quá không có đi xe bus, bữa nào đi xử xe bus. Không biết đường xá xe bus sao nữa, lâu hồi lúc mới qua là đi xe bus cũng khoảng 2 năm trời. Mỗi ngày sáng nào cũng phải cũng khoảng tốn một tiếng rưỡi để mới đi từ nhà cho tới trường học, tại vì xe bus nó đi chậm lắm. Mình ở Santa Clara rồi đi xuống tới Cupertino là có đi tới hai chuyến xe bus, rồi lội bộ chút đỉnh, lội bộ từ nhà ra trạm xe bus, rồi cái đi một con đường dài xuống tới chỗ kia, xong rồi cái đi chút khúc đường nhỏ là bộ chút đi tới đón xe bus khác, rồi tới trường. Trường thì cũng rộng lắm, trường mình đi ăn xa đó, rồi đi học về rồi cũng đi ngược lại vậy, ngày tốn cũng khoảng 2-3 tiếng đồng hồ đi xe bus. Bên Mỹ này nhất là ở Cali, ba cái giao thông gọi là đường xe bus với đường xe đường nó không ít thuận tiện, người ta ai cũng phải mua chiếc xe, phải có việc làm mà phải mua, ít nhất cũng phải mua chiếc xe cũ đăng trị đi làm cái đúng giờ đúng giấc, phải tốn thời giờ lắm. Anyway thôi tạm chào nha.
đổ nửa bình xăng mà như là một bình đầy bình hồi đó 40 đồng cái nửa bình xăng nè. Rồi chiếc xe trước nó đang, mình đang kẹt hai chiếc xe hồi trước. Có chiếc xe này kéo chiếc tàu đổ xăng chắc lâu dữ, đổ chẳng hán luôn. Đây nè, tàu banh Kito. Kẹt ngay xe trước. Hôm nay mình sáng tập quá trời rồi, chạy trên cái treadmill mình chạy cả 45 phút luôn. Rồi trước khi đó, sáng đó mình chạy cái xe đạp. Cho nên lúc khi mình thăm mẹ già xong về mình mệt quá trời. Nhưng mà mình có ghé chợ mình mua, tự nhiên mình nhớ là cái món mình làm gọi là Kahlua pork với lại cabbage, nghĩa là thịt heo nướng theo cái kiểu người Hawaiian á. Rồi mình xào với lại cắp bắp cải, cải bắp, bắp cải. Bắp cải. Bắp cải, bắp cải. Rồi cái vậy thôi á, ăn cũng rất là ngon. Mà nhất là hồi đó mình ăn với cơm trắng á, bây giờ thì bữa nay mình không biết mình có nên nấu gạo lứt mình ăn với cái món này không, để mình cho các bạn xem nha. Đây, thịt heo thì mình cứ mua đại cái loại thịt heo cục cục nhẹ, nó có dính mỡ chút xíu gì đó, không phải loại mà. Xong cái mình ướp với muối hột, cái loại muối hột này nè. Cái tay chân gì đó, mình ướp muối hột kìa, nãy giờ nó cũng khoảng tiếng mấy rồi, nên nó thấm vô trong rồi. Mình thấy họ làm rất là nhiều muối nhưng mà mình sẽ làm ít thôi, mặn quá đó. Rồi xong cái mình xào với bắp cải. Bắp cải. Cải tới cải lùi không biết. Anyway, mình trước khi mình bỏ vô lò đó, mình phải lấy cái khăn giấy mình lau cho nó ba cái nước nó ra với lại bớt cái chất muối đi, xong rồi mình thả vô lò mình nướng. Nướng cũng khoảng tiếng đồng hồ cho nó mềm ra luôn. Xong cái mình xé nó ra xong rồi cái xào với lại cái bắp cải này ăn ngon lắm, không cần dầu mỡ gì hết. Ok, mình lau cho nó bớt cái chất nhờ chất nước nó ra, lúc mình ướp muối á, nó hay ra cái chất nước á, và nó thịt nó khô rồi đó. Bây giờ mình chỉ thảy vô trong lò nướng thôi. Lò nướng thì mình sẽ để nhiệt độ khoảng 375 bếp nha. Rồi mình khoảng chừng 30 phút mình canh chừng, chắc khoảng nướng chừng một tiếng đồng hồ coi, có thể nướng lâu hơn đó. Alright, bây giờ là mình nướng xong rồi đó, mình để nó nguội lại. Thơm phức luôn. Bây giờ mình cần lấy ra và mình xé nó ra, xong cái mình xào với lại cái bắp cải. Ok, bây giờ mình sẽ xé nó ra, xong rồi mình cắt cái bắp cải. Chắc bằng tay là xé bằng tay chắc nó là tốt nhất rồi. Trời, cái mỡ nó còn mỡ quá trời. Thơm dễ sợ luôn. Giờ xé bằng tay đi. Đó, xé ra nè. Ăn thử miếng nha. Ngon. Cái món này là cái món Kahlua pig, là nướng theo cái kiểu Hawaiian. Đáng lẽ là người ta chôn dưới đất á, người ta mình tay mình rửa sạch rồi nha. Cái mình cứ xé ra nóng, còn nóng. Ui dồi dồi,
dùng hai cái chén nĩa mình xé nó ra cũng được. Cái mình xé nó ra vậy nè. Người Hawaii họ có cái món kalua pig là nguyên con heo luôn. Họ cũng ướp muối. Xong rồi cái họ bỏ ở dưới cái hầm á. Cái hầm nó sẽ họ sẽ đào sâu xuống, xong rồi cái đốt lửa bỏ đá xuống á. Rồi cái đá nó sẽ dính lửa, nó sẽ hâm cái đá thật là nóng luôn, xong rồi cái bỏ con heo xuống. Rồi cái chôn lại, để lắp đá chuối lên chôn lại. Rồi để đó khoảng 8 tiếng đồng hồ luôn. Đào lên. Hồi lúc trước mình đi qua bên Hồng Ngoại, mình dự cái lễ luau luau là cái buffet của Hawaiian á. Và mình xé nó ra giống vậy nè. Thấy không? Ngon quá. Cái này không nghe mình nó khai này giống cái khô bò. Nhưng mà cái mùi nó mềm mặn mặn. Nha. Yeah. Ngon, làm chà bông cái kiểu gì Việt Nam mình cũng vậy ha, nhưng mà Việt Nam mình thì làm khô hơn. Còn cái này vậy, à, nó quá. Cái này nhậu với bia cũng hết sảy rồi, cứ để một cục vậy là cứ nhâm nhi coi football. Khổng cái bị bệnh giờ không có uống được bia nhiều. Mà lâu lâu thèm cũng uống. Bị khán giả coi trên cái YouTube mình rồi, cái mình mà lo lo mình cằn nhằn đó, đường cao bị nói đáng đời, tại vì không chịu kiên cử mà còn dám ăn, còn uống bia. Trời, cái miếng mà nó có mỡ chút xíu nè, nó ngon. Cái nóng quá, chờ chút nữa. Giờ mình sẽ xé hết cái này ra. Xong rồi mình cắt cái bắp cải ra, mình sẽ xào. Thôi bây giờ để mình khúc cái camera mình làm nha. Chắc cũng khoảng xé hết này chắc cũng 15-20 phút. Cái thịt nó cũng còn hơi nóng quá, mình bóc bằng tay nó nóng. Thôi giờ mình cắt cái bắp cải chứ. Này lại gọi là bắp cải, lẻo lưỡi đúng không? Cải bắp cải thì nghe nó đúng không? Mình cắt chắc nửa trái. What are you? Trời, dở quá vậy. Hay à, chân yếu tay mềm. Oh man, how wrong with mình? Giờ kìa, giờ mình cứ cắt nó ra vậy thôi với mình. Cái này lấy cái thau. Ai, cái thau. Cứ cắt nhỏ nhỏ vậy thôi, mình cũng không biết. Cái này ăn cái bắp cải vô là mình hay có cái tật ăn vô xong nó xì hơi dữ lắm trong bụng á, hơi quá trời hơi luôn. Người cứ như người thì nói ăn đậu thì bị, mình ăn cái này bị, ăn cái này mà uống sữa tươi nữa thôi tiêu tùng. Tự nhiên anyway, cắt tiếp rồi xong rồi mình sẽ lúc mình làm mình sao mình sẽ chỉ cho các bạn xem nha. Ok, giờ mình xé cái thịt bò ở thịt heo. Xé nó cái kiểu vậy nè, càng mình xé nó vậy nó càng ngon nữa. Cái kiểu texture nó vậy mình thích hơn là cắt nó. Xong nè, bắp cải thì mình cái nửa cái mình cắt ra vậy. Thì cắt nhỏ nhỏ thôi chứ mình thật ra thì cắt kiểu nào mình cũng không biết nữa, mình cắt đại vậy. Giờ mình sẽ xào nó. Không cần thêm mỡ mà cũng không cần thêm tỏi hành gì nữa hết, chỉ có cái này với cái này mình xào lại thôi. Ok, bây giờ mình xào nó lên cái chảo, mình không cần bỏ mỡ gì hết tại cái thịt heo này nó sẽ có mỡ sẵn rồi. Mình sẽ xào nó đây trước, xong rồi mình sẽ bỏ bắp cải sau, rất là đơn giản luôn.
cái muối trong đây nó có cái chất muối mặn rồi, tại lúc mình nướng á là mình ướp nó bằng muối rồi, rất là nhiều muối luôn. Đây, hình như là cũng khá nhiều, thôi mình để dành lại chút xíu rồi cho ăn không cho với cơm, tại vì mình cũng sợ con nó chê cái cả bắp cải à, cứ xào nó lên vậy đó. Đây, lúc nó hơi nóng chút nữa cái mình bỏ bắp cải vô cho nó quyêu xuống, nó mềm xuống. Giờ mình bỏ bắp cải vô rồi mình sẽ xào nó, mình để lửa trung bình thôi, cái mình cứ làm từ từ, tại nó sẽ từ từ nó mới cái bắp cải nó mới mềm xuống và nó vừa khô, nó đừng có ướt, nó ăn nó mới ngon. Còn nếu mình bỏ xào cái kiểu mà Việt Nam mà bỏ dầu nhiều quá nó ra nước á thì không có ngon, cái kiểu này nó vậy đó, nghĩa là không cần tỏi, không cần nhẹ, chỉ có cái này ướt, có cái muối sẵn đây mình chỉ trộn nó lên thôi, cho nó làm hơi lâu một chút, tại vì bắp cải này nó còn sống đó. Đây, sau khoảng 10-15 phút cái mình xào cái cải nó xuống, nó mềm lại đó. Mình thích nó hơi vừa sống vậy nè, ăn nó giòn giòn. Nè, cái bạn nào mà thích nó mềm á thì xào thêm. Rồi nhiều người thích bỏ thêm hành, tỏi, như cái nước mắm gì chấm á thì cũng được. Nhưng mình ăn vậy là mình thích rồi. Tại vì cái này nó có cái chất muối mặn mặn rồi đó. Và cái cải này nó ngọt ngọt, sống. Ui, chút nữa mình sẽ ăn cơm. Đó, đây là cái món kalua pot với lại bắp cải. Trực tiếng Anh nữa tiếng Việt vậy. Kalua pig and cabbage. Cái Việt Nam nữa là bắt sao ta? Thịt heo ngâm muối xào cải. Anyway, chút nữa ăn ngon lắm. Ok, đói bụng mày. Làm xong cái đói bụng quá, thôi giờ mình ăn cơm luôn. Thì một món đây à, tại vì làm biến làm thêm quá. Thấy chiên một cái trứng gà hay gì đó ăn thêm mà thôi. Anyway, cơm. Cơm trắng nha, mà mình nấu từ cái gạo Ấn Độ nè. Cái này nó gọi là Basmati rice. Thì cái chất đạm của nó cũng chất đạm mà chất tinh bột nó cũng bằng gạo, nhưng mà nó tiết ra cái chất đường lâu hơn là gạo, phải không? Mình ăn gạo trắng á, cái chất đường nó ra rất là nhiều, còn cái này thì nó ra ít. Còn cái này là cái món của mình nè, kalua pig. Bây giờ mình ăn thử, mình không, nếu như có nước mắm ngon thì mình chấm thêm cho, mà mình thích ăn vậy à, thích ăn nó lạc lạc chút, nó cũng tốt cho sức khỏe. Thì mình gấp có một miếng thịt, miếng cải. Nãy mình ướp muối mình không dám quá nhiều quá, trong họ chỉ ướp nước muối nhiều lắm, muối nhiều dễ sợ là đến lúc mà nướng thì lùi chùi nó hết, nó hơi lạc, mà giờ phải có nước mắm chấm là ngon ha. Mình làm hơi lạc chút, ăn cái này không thì nó vừa miệng, nhưng mà tại vì với bắp cải thì nó hơi lạc. Nhịn cơm mấy ngày ăn cơm thấy nó ngon gì đâu, mặc dù cơm gạo lứt. Cái cơm mình thích nhất là cơm của gạo quẹo của Nhật á. Gạo Việt Nam mình cũng ngon, gạo là gạo thơm hả, còn gạo Nhật nó ngắn vậy nè. Nhưng mà nấu hơi khó, nấu nhiều khi bị cứng khô, nhiều khi nhão, phải biết cách nấu. Lần sau mình sẽ ướp muối nhiều hơn. Hơi lạc, nếu như giờ có nước mắm chấm thì ngon. Lần trước mình đã làm một lần rồi, thì mình ướp bằng cái muối kia thì nó mặn hơn. Cái này là cái muối biển, cái muối như muối gọi là Costa Sol đó, cái muối hột á, thì nó không có mặn bằng cái muối nhuyễn.
Hôm nay mà ăn lạc vậy tốt cho sức khỏe hơn. Mai thứ sáu mà lạng quạng cái cuối tuần này hả các bạn? Mai thằng con nó đi vào trường, nó đi field trip cho nên mình phải sáng sớm phải chở nó đi vô đó. Rồi cái mình về rồi có rảnh cả ngày luôn đến 5-6 chiều mới rước đó. Cả ngày tập thể dục luôn. Cố gắng quá cũng không cũng mệt nữa. Tập quá cái chân nó đau. Tuổi già mà tập nhẹ thì không có đủ tiêu chuẩn để mà nó tiêu chất đường. Cải sống sống nhai nó dột 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 ngon. Nên vậy thôi mình ăn cơm xong rồi đi nghỉ. Cảm ơn các bạn đã xem cái video hôm nay nha. Mình xin chào các bạn. Bye bye. Cuối tuần vui vẻ.